Chương trình này được bảo trợ bởi. Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 4298. Cảm ơn quý vị, vẫn tiếp tục với phần hai của chương trình Cà phê sáng của Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, nếu như mà mình nhìn những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi 12, 13 thì mình chỉ nhìn nó là một đứa trẻ đang học ở bậc middle school thôi, lớp 7, lớp 8, lớp 6, lớp 7, 8 gì đó. Nhưng mà ngày hôm qua trên chương trình của Good Morning America cũng như là trên các báo đài truyền thông lớn đều đưa tin liên quan đến một cô gái 13 tuổi, tên là Alena Anna Lay Wicker, 13 tuổi, và cô đã nhận được vào học ở trường Đại học Y khoa ở Alabama. Chỉ một năm sau khi mà cô tốt nghiệp high school, cô tốt nghiệp high school năm cô 12 tuổi, năm nay là 13 tuổi, thì cô đã được nhận cái lúc mà đang học high school là cô đã được nhận cái thư approve của cái trường đó rồi thì trường những cái trường đại học á họ có những cái chương trình giống như là chương trình nhận những người trẻ sớm vào trong trường y khoa với những cái tiêu chuẩn mà họ họ đặt ra thì cô này cô đạt được hiện bây giờ thì cô đang theo học cùng lúc ở hai trường đại học một trường đại học là ở alabama một trường đại học ở arizona thì cô sẽ hoàn thành những cái giống như những cái tính chỉ chung và cô sẽ chính thức bước vào học về chuyên khoa y khoa và là vào năm 2024 tức là còn hơn một năm nữa thì cô sẽ chính thức bước vào học về bác sĩ cô nói rằng là cái cái điều mà cô đạt được không chỉ vậy thôi cô còn đạt được cái giải thưởng gọi là thành tựu trọn đời của tổng thống Do những cái cống hiến làm việc mà cô thành lập những cái tổ chức dành cho các nữ sinh, rồi học tập, nghiên cứu về rất là nhiều môn. Instagram của cô hiện bây giờ có khoảng 20.000 người theo dõi. Mẹ của cô thì nói rằng là cô đặc biệt từ lúc còn nhỏ là từ nhỏ là bà thấy ở cô đã có một cái sự phát triển rất là kỳ lạ. À, thì cô cứ học hành là như vậy và cô khi mà trả lời phỏng vấn ở trên các cái báo đài đâu đó thì cô nói một cái câu rất là hay. À, quan trọng là bạn phải tin tưởng vào bản thân mình. Mình sẽ làm được những điều mình mong muốn ngay cả khi những người khác không tin vào điều đó. Thì đó là cái thông điệp mà cô gửi tới. Thì tôi tưởng tượng chỉ một cô gái mới có 13 tuổi thôi mà đã được nhận vào trường đại học y khoa rồi để chuẩn bị chính thức là năm 2024 sẽ bước vào học về chuyên chuyên khoa thôi. Ở Mỹ thì có nhiều cái hay như vậy, nếu như thông thường 18 tuổi sẽ tốt nghiệp high school thì cô này chỉ mới 12 tuổi là tốt nghiệp. Nếu cô hoàn thành tất cả những cái tính chỉ mà ở nhà trường yêu cầu thì ở trong hình đây là bố mẹ của cô đó bố mẹ của cô mà nói là bà rất là tự hào về con gái của bà bà nhìn thấy được ở nó là từ nhỏ nó nó rất là lạ uhm, nhưng mà cô thì cô nói là tôi cũng chỉ là em cũng chỉ là một uh, một đứa con gái 13 tuổi như bao bạn bè khác thôi chỉ có điều đó em rất là kỷ luật đối với giờ giấc của mình có nghĩa là khi mà cô nói cô đã đặt ra một cái mục tiêu gì thì cô sẽ bằng mọi cách cô phải đạt được cái mục tiêu đó À, ngày hôm đó cô nói là cô phải đọc cho xong tất cả những cái cuốn sách đó thì cô phải đọc xong những cái cuốn sách đó thì cô mới bắt đầu cái những cái công việc khác thì đó là cô gái à, 13 tuổi được nhận vào trường đại học y khoa may mắn cho cô là từ bé tới giờ không phải nghe loa phường cho nên <laughs> học giỏi còn cái câu mà cô bảo là phải tin vào chính mình thì tôi ở hồi bé tôi cũng được người ta dạy như thế cả đời tôi chỉ chỉ tin vào mỗi mình tôi thôi thôi chả nên nên cơm cháo gì hết Để tới cuối đời chả nên cơm cháo gì hết thưa quý vị chúng ta phải nhắc nhở nhau rất cẩn thận về cái dịch bệnh bây giờ gọi là monkeypox, dịch là đậu, đậu, mùa khỉ. đậu mùa khỉ thành phố san francisco đã quyết định là bắt đầu từ thứ hai tuần tới là tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp chỉ nhằm mục đích là để cho huy động tất cả nhân viên y tế của san francisco chuẩn bị cho một cái tình huống À, có thể là cái monkey box thì nó sẽ spread ra tức là nó sẽ lan tràn nhiều New York cũng sẽ có những biện pháp tương tự nhưng mà hội đồng thành phố New York thì chưa có quyết định một cách ngã ngũ à, thưa quý vị à, hiện nay đó thì cơ quan FDA của Hoa Kỳ như ngày hôm qua Ngọc Lan đã nói là đã thỏa thuận là sẽ cung cấp 786 triệu liều uh, vaccine của, uh, covid uh, xin lỗi vaccine <laughs> <laughs> đậu mùa khỉ chứ và đã có gần 338 triệu liều, 338 ngàn liều đã được cung cấp rồi. Chúng tôi xin nhắc lại là 786 ngàn liều thuốc chứ không phải là triệu. Và uh, ngày hôm qua thì uh, tình cờ tôi gặp cháu bé con một người bạn, cháu hốt hoảng cho hỏi thế này này, như vậy tức là monkey box lại khiến cho chúng ta bị đóng cửa nữa hay sao? Đó là một cái tâm lý mà bây giờ một số người họ cũng lo ngại. Dĩ nhiên, chúng ta theo dõi tin tức thì biết là monkey box không dẫn đến tử vong. Tất cả những người bị monkey box thường thường là họ sẽ hết bệnh trong vòng từ 2 tới 3 tuần lễ à, sau khi bị phát ban là gì cô? Là bị vẩy phòng. Phát ban đó, tức là vẩy ở trên người, sau cái vẩy đó từ từ nó sẽ rớt xuống và bị nóng sốt vân vân nhưng mà tử vong thì không bởi vì đây là một cái nghiên cứu từ năm 1970 tại các quốc gia phi châu khi mà cái bệnh uh, monkey box này nó bắt đầu bùng phát do một con khỉ. À, chỉ nhắc nhở chúng ta rằng uh, tránh đụng chạm phải những uh, da của một người nào đã bị bệnh hoặc là dừng chiếu của họ vân vân. Ngoài ra mà nếu quý có tất cả những triệu chứng của monkey box là khó chịu nè, uh, nhức đầu rồi người nó lên gần phát ban đó, những cái nốt chấm chấm đó thì phải đi gặp bác sĩ ngay. À, cũng liên quan đến vấn đề uh, sức khỏe thì uh, sáng nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là sau hai cái cuộc nghiên cứu rất kỹ lưỡng trong hai năm vừa qua thì uh, WHO đã đi tới một kết luận gần như là chắc chắn cái nguồn gốc gây ra đại dịch COVID-19 bắt đầu từ cái ngôi chợ Vũ Hán ở bên Trung Quốc mà do những con vật hoang dã. Trước kia người ta sợ rằng uh, nó có một cái uh, con virus của covid 19 nó bị sồng chuồng tức là nó ừ. nó bị uh, sau cái cuộc thí nghiệm uh, có một cái tai nạn gì đó trong cuộc thí nghiệm một vũ hán thì một con virus nó sồng chuồng và nó nó gây ra đại dịch nhưng mà bây giờ thì WHO nói rằng gần như là khá chắc chắn cái ngôi chợ vũ vũ hán và những cái con vật hoang dã đó gây nên đại dịch nghe thưa cô ngọc lan nhiều bạn tôi bên ngoài này đó về thăm việt nam cứ qua nói lại bảo về Việt Nam ăn những cái đặc sản ngon lắm mà nhím này rồi mấy cái con cái con trồn hương nữa rồi mấy con rắn này con kể cả con con khỉ mà, mà vọc trà là nữa phải không thì coi chừng bởi vì thưa quý vị tất cả một cuộc nghiên cứu của phóng viên AP đó họ nói rằng những cái hang động rơi này và kể cả cái con trúc là cái con an eater phải không là cái cô biết con trúc không con en eater quý khán giả có cứ để ý nó có một cái nó 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 dài và nó toàn là vẩy hết cái mỏm nó, cái mỏm nó nhọn hoắt lên này à, Việt Nam mình còn gọi nó là con xuyên sơn thử bởi vì để cái tủ như vậy nó nó chun xuống dưới nó đi qua luôn nó chun xuống dưới cái cái, cái cái khẽ hở đó mà cái cách ăn của con xuyên sơn thử tức là con en en là là, là là kiến en eater là con ăn kiến ấy. nó đưa cái vẩy nó lên như vậy thì cái mùi hôi trong da đó ừ. nó thu hút tất cả kiến đến và khi mà thu hút kiến đến nó kẹp cái vảy xuống. Kiến chết xong rồi đứng dậy nó rũ. Nó mới ăn cái con kiến đó. À. Thì theo người Tàu. Truyền lại cho nhiều ông Việt Nam kia lắm. Là ăn cái con en eater đó, nó hết đau lưng này. Nó còn làm cho da rẻ đàn ông thôi nhá Chứ phụ nữ ăn cái này nó không tốt. Chỉ có đàn ông tôi da rẻ nó hồng hào. Khỏe đủ mọi thứ cả. Người ta mới bỏ tiền ra người ta ăn con en eater. Thì cái chợ Vũ Hán này là chuyên môn bán những cái đặc sản đó. Ừ. thì thưa quý vị chúng tôi không bài bác nhưng mà bạn bè của chúng tôi mỗi lần mới đi về mà bảo là ăn cái con nào là ăn rắn ăn rắn nào, ăn con vọc trà là ra. thì tôi cũng không biết rằng cái đó có phải là một cái thực phẩm tốt cho sức khỏe hay không không biết được dạ. nghe thấy sợ thưa quý vị um, một cái tin khá là đau lòng và cũng bây giờ cảnh sát đang điều tra về cái chuyện mà sáng ngày hôm qua vào lúc khoảng 5 giờ mấy sáng thì gia đình một gia đình ở ở bên Texas đó, ở quận Harris County báo với lại cảnh sát rằng là đứa con trai 7 tuổi của họ bị mất tích xong rồi sau đó thì cảnh sát bắt đầu truy lùng đi tìm kiếm rồi cuối cùng thì cảnh sát tìm được cậu bé này ngay trong chính ngôi nhà của cậu nhưng mà cậu ở đâu và cậu như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại